Ngày 31 tháng 7, Công an thành phố Hồ Chí Minh thông tin, Công an quận 5 vừa bắt giữ nhóm dàn cảnh trộm tài sản tại lễ tốt nghiệp của trường Đại học Sài Gòn. Cụ thể, Công an quận 5 phát hiện nhóm gồm 8 người lợi dụng các sự kiện đông người như lễ tốt nghiệp, lễ hội của các trường đại học, cao đẳng, các hội chợ triển lãm trên địa bàn quận 5 để trà trộn, dàn cảnh trộm cắp. Trước đó, ngày 29 tháng 7, Công an quận 5 phát hiện Trần Thị Minh Nguyệt, Trần Thị Hòa Ni, Trần Thị Thu Hiền, Nguyễn Quang Phú, Đỗ Thị Tâm, Lê Chinh, Lê Minh Trí, Nguyễn Thị Tuyết Hạnh cùng xuất hiện tại lễ tốt nghiệp của trường Đại học Sài Gòn ở số 273 An Dương Dương, phường 3 quận 5. Ngay lập tức, Ban Chỉ huy Công an quận 5 đã bố trí lực lượng đeo bám nhóm trên. Qua đó, phát hiện Nguyệt di chuyển tìm các sinh viên và người nhà có sơ hở trong bảo quản tài sản, chủ yếu là điện thoại di động. Sau đó, Nguyệt ra hiệu cho Tâm, Niên, Trí tạo tình huống, cố tình chen lấn để Nguyệt móc túi, trộm cắp tài sản của bị hại, rồi nhanh chóng chuyển cho Hạnh cất giấu. Hiền, Đức và Phú, ngoài nhiệm vụ chở người trong nhóm đi trộm cắp, còn được phân công cảnh giới, mang điện thoại di động đã trộm được, bán lại cho một cửa hàng điện thoại di động ở quận 4, do Nguyễn Ngọc Chân làm chủ. Mặc dù biết rõ điện thoại trên do phạm tội mà có, nhưng vì lợi nhuận, Chân vẫn cố ý mua lại với giá trị thấp. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 5 đang khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ, sớm kết luận điều tra, đề nghị truy tố, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.